It's a snowball war. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Raegon City. Và nếu các bạn cảm thấy mình chăm chỉ thì đừng quên bỏ lại cho mình một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Hôm nay người nó hơi mệt chút xíu nhưng mà vẫn phải cố gắng lên quay clip cho các bạn xem, để lỡ may bạn nào mà kiểu hóng ấy thì các bạn có thể xem. Ok anh em, hôm nay nó ra một cái sự kiện mới như hôm qua mình thông báo rồi. Đó là cái sự kiện đây này, giải cứu rồng thôi. Bây giờ nó làm mấy cái đảo giải cứu đẹp thật đấy các bạn. Nó ra mấy cái đảo giải cứu khá là đẹp nha. Thì bạn nào mình cũng có lời khen cho nhà phát hành là tự nhiên dạo này ra mấy cái đảo giải cứu đẹp vãi. Thì cái sự kiện này như mình đã nói là nó sẽ tồn tại trong 3 ngày. Thì chắc là chúng ta chờ 3 ngày nữa ra con mới chúng ta lấy nhỉ. Để xem nào. Con này 1 ngày nữa có này. Con này con cũ mà. Con này mình nhớ là có cái đợt nào có này, nhưng mà không phải đợt này. Nó ra mấy cái dương cũng xấu rồi, để xem nào. Quan trọng là mình xem cái đợt nó ra cái gì ấy. Không phải mấy cái dương mà là mấy cái cục ấy anh em. Anh em nhớ không? Mấy cục mà để đổi mảnh của skin của con rồng mới ấy, skin tăng đam ấy. Có vẻ không có rồi. Chỉ có con bạch tuộc thôi anh em ạ. Khi anh bóp con bạch tuộc kêu bíp 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 bíp. Ủa con này nhìn kỳ á. Không có anh em ơi. Vậy là ủa cái sự kiện này nó không có à? Mình tưởng là cái sự kiện này nó phải có chứ. Không có rồi anh em ơi. Thế thì chấp nhận thôi. Và không biết là các bạn đã đua tới lap mấy rồi. Dạo này chả thấy ai nói mình biết là các bạn đua tới lap mấy rồi. Mình biết là cái kênh của mình nó mất đề xuất. Nhưng mà anh em nào mà đua tới lap mấy thì cũng comment ở dưới nhá. Một phần giúp cho cái kênh của mình nó tăng tương tác, và một phần thì nó sẽ khiến cho cái phần comment nó được sôi động hơn. Nên là các bạn đừng tiếc vài giây bỏ ra một like cũng như là comment ở dưới nhá anh em. Hiện tại thì bọn mình đã đạt tới lap 11 rồi anh em ạ. Và các thanh niên thứ hai thì Frania Avaret này thì mới chỉ là lắp 10 thôi. Mình cũng hơn được đâu đó gần một vòng rồi anh em. Hơn là đúng cái chỗ anh niên đứng này là một vòng. Nhưng mà mình chỉ sợ là mấy phút cuối thanh niên lật kèo cảm xúc thôi. Cho nên là mình nghĩ là mình cũng phải cố nữa anh em ạ. Nói chung là đua không cần dùng game, nhưng mà đua hơn được miếng nào hay miếng đó. Mấy ngày đầu thì mình cũng dùng kha khá game, bởi vì mình nghĩ là phải đạt top 1 đã rồi tính gì thì tính. Nhưng bây giờ thì mình đã đạt top 1 rồi. Nên là cũng không soát lắm. Mà nó đang chờ hồi pull anh em ạ. Mình lại ngứa tay. Bỏ qua thì mất có 2 game thôi anh em. Nên là mình sẽ bỏ qua ha. Đấy, nhiệm vụ tiếp theo là đánh language cũng như là cho rồng ăn. Làm cái này thì nó sẽ dễ hơn này anh em ạ. Đấy, hôm nay thì mình sẽ review rồng mới luôn. Nhân cái tiện mà nó bắt đánh language thì mình sẽ đi review rồng mới luôn, là mình cho rồng ăn là đẹp. Đúng không anh em? Quá là chuẩn chỉ luôn. Chuẩn luôn. À mình cũng đang tính là cho con rồng một tí mới nó luyện. Nhưng mà mình nghĩ lại rồi anh em. Con này nó hay block lắm. Nên là mình cũng hơi xoắn anh em ạ. Đấy, mình hy vọng là nó sẽ không block. Ok, con này không block là ngon. Ôi thanh niên này toàn rồng xịn vậy. Vãi, con này cũng là một con rồng gọi là phải mua cái device pass thì mới có anh em. Thanh niên là đúng là đại gia. Cộng con rồng mới này. Dòng này có dòng mới của cái sự kiện là ở đâu? À hồi sinh à? Cái gì đây? Vãi lều. Khá là mạnh. Đây có dòng mới đây. Dòng mới là thanh niên này cũng gắn pick luôn. Ây à, đánh cũng đau đấy. Nhưng mà biết solo với lại mang xà bát xà bông không? Tuổi gì đó ăn mì. Let's go. Quá là mạnh luôn anh em. May là mình để con dòng tím vào đấy, nhưng mà bên kia nó cũng không đến mức độ quá mạnh. Nó mạnh quá thì hơi xoắn, nhưng mà nó không quá mạnh. Nên là vẫn là trong tầm kiểm soát nha anh em. Ok. Sao bây giờ bọn này nó có toàn bỏ Heroic vào xong rồi cho nó toàn gắn pack hồi sinh cho Heroic để ở đây nhở? Ác thật đấy chứ. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nhưng mà ta sẽ không cho tụi bây thảnh thơi. Chiến đấu tới cùng thế nào các chú? Bé cá sấu. Ơi chết rồi. Tính cho bé cá sấu và la liếm nhưng mà không được rồi anh em ạ. Rồi, cho nó hồi sinh đi. Để mình đổi qua con tím vào KS. Đấy, con này thì nó cũng đang cần luyện lên. Mà mọi người thích con Cosmic hơn. Nên là chắc là mình sẽ để cho Cosmic lên 70 năm sao trước. Còn con tím này thì mình sẽ cho lên, nhưng mà cứ từ từ nhá anh em. Con tím này chắc là tương lai cũng sẽ cho lên thôi.
Nhưng mà rất tiếc cho bé tím là không phải hôm nay. Ui, từ từ nha. Mình đang có một thêm một cái gì đó có vẻ không được ổn lắm. Không biết lần này mình có thua không ấy chứ. Mình đang suy nghĩ là nếu mình đánh kiểu này mình sẽ thua. Mình đang đánh theo kiểu mà bất cần đời, mời là hứng. Ây à, con này không mạnh lắm. Được, sợ con Master Kama nó block thôi anh em. Mình thế này chỉ sợ nó block thôi. Con này khắc chế à, chết rồi. Đau quá. Đừng block em. Ây à, cố lên bé. Ôi giời đấy, thôi xong. Đi. Mình nghĩ là mình nên đổi con đấy anh em. Trời ơi, nó block 2 phát liên tục luôn. Toang thật đấy chứ. Thế là mình không làm được nhiệm vụ luôn đấy chứ. Thôi từ từ để mình revive đi. Chứ nó sợ revive con này. Revive con này thì phải revive 2-3 lần mới đánh được anh em ạ. Hay. Nào mà hồi sinh đi, hồi sinh rồi đấm đi. Đấm đi. Hồi máu à. Hồi máu à. Cay thế. Trời ơi, hồi sinh con nào hồi sinh được, hồi sinh con này thì thôi để mình đổi team lại cái. Con này mày đi đi. Tao không cần mày nữa. Quay lại đánh lại nó anh em. Quay lại trả thù, mang anh lớn tới trả thù. Mình mang anh lớn qua trả thù nó. Cay lắm rồi. Mày nè. Gặp anh lớn là chỉ có khóc thôi. Gặp anh lớn bên chim sắt chỉ biết khóc lóc thôi em ơi. Ây à, giam đánh xong bên chim sắt à? Ơ à. Ai bên chim sắt thì đâu vậy? Rút lui. Cho con mang xà bát xà bông vào đánh. Khi nào mình đánh random mà mình thua là mình sẽ đánh tay anh em. Đánh tay cho nó chắc cú. Mây hở bưới. Đây này. Con này hồi nãy dám thắng mình. Làm mình mất thêm một game nữa chứ. Cay cú lũ mề thật. Mây này. Dậy nó này hồi máu này anh em. Ủa nó không hồi máu à? Cho anh lớn ra. Một ít. Đi ngay. Sai cái tử thần thực tử sao mà sống nổi. Chết rồi, mình bây giờ mình bị thiếu một điểm ạ. Trời buồn thật đấy chứ. Giờ thành 3/4 ạ. Khắm thật. Để xem hôm nay là con rồng gì mới để review không ta. Mấy nay là mình cũng có hơi nhiều rồng á. Vào đây xem nào. Ôi, vào đây thì chưa lên được thêm cái điểm nào luôn anh em. Thực ra thì mình muốn là chạy cái này full rồi chỉ còn 6 ngày thôi. Nếu mình chạy cái này full ấy thì mình sẽ mở được thêm khá là nhiều dương. Mình cũng khá là thèm mở mấy cái dương anh em ạ. Đây mấy cái nhiệm vụ hàng ngày là cứ win battle arena này là xong. Với cả like rồng thôi. Đấy mấy cái nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn anh em. Mà ngứa tay lâu lâu để ấn vào phát. Ok claim. Thực ra thì mình còn khá là nhiều rồng mới mình chưa có review á. Hôm nay có dịp thì chắc là review một lượt luôn. Đây vào trong à đâu. Tìm ở đây không ra đâu. Giờ có cách vào đây tìm này. Đấy. Chúng ta vào đây tìm rồng nhá. Rồi chọn rồng legend. Đấy. Rồi tìm trong store. Đó các bạn. Ở đây nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta có những con rồng gì và chúng ta chưa có những con rồng gì. Ồ con mastery này mình chưa có ấy hả? Mình tưởng con này có rồi chứ. Con này hệ nước kết hợp với hệ lửa đây anh em. Ừ hình như con này mình chưa có. Mastery Dragon. Con Doom này mình cũng chưa có à. Ờ con Doom này ngày xưa 1 triệu á. Đúng rồi mình nhớ là con Doom ngày xưa là 1 triệu ấy. Doom này là chúa tể bóng tối. Được. Hôm nay mình sẽ review con Doom Dragon nào. Mình tưởng là mình có con Doom ấy rồi. Chắc là mình gặp ngày trước mình gặp người ta mình tưởng là của mình. thấy rồng sang bắt quàng làm hộ anh em ạ. Mình tưởng đấy là rồng của mình chứ không phải nhá. Con này là con rồng 762. Nhìn ngầu. Con này đúng là chúa tể bóng tối à. Mình nhìn con này nó quen quen. Không biết là mình đã thấy nó ở đâu rồi. Hình như là mình đã thấy nó trong một cái câu chuyện cổ tích nào đó. Mang tên là Vũ Lít Đẹp Trai VCL. Đây mình sẽ đặt tên này là chúa tể bóng tối nha anh em. Nhìn cái tên là thấy hợp lý rồi. Doom mà. Doom gì cái tiếng Việt là gì nhỉ anh em nhỉ? Bạn nào giỏi tiếng Anh có thể gọi là chém vài câu rồi để mình biết là Doom tiếng Anh gì cái tiếng Việt là gì. Diệt vong, diệt chủng à. Mình sẽ đọc qua một chút về tiểu sử con này ha. Có một tin đồn rằng nếu bạn đối mặt với Doom Dragon trên chiến trường và thua cuộc, bạn sẽ không bao giờ thắng được trận chiến nào nữa. Đây có thể chỉ là một tin đồn, nhưng hầu hết không muốn cám dỗ số phận. Vì vậy họ chỉ tránh anh ta. Là con này nó rất là giỏi võ ấy à. Con này cắt 9 nha anh em. 4 hệ thì cắt 9.
trong tổng số tất cả con rồng thì đứng hạng 131, tổng số con rồng Legend thì nó đứng hạng 101 và tổng trong số những con rồng cát 9 thì đứng hạng 70. Thì chứng tỏ con rồng đấy cũng khá là mạnh và chiến. Ngày xưa mình nhớ là con này như 1 triệu hay sao anh em? 1 triệu. 4 hệ, hệ thứ nhất là hệ vô cực, hệ lửa, hệ bóng tối và hệ chiến binh. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp đấy chứ. Không đến nói tệ. Đây là ba dạng này. Baby skin, Jack skin. Đấy, animation thì sao? Úi giời. Con này rồng cũ ấy, nên là nó sẽ có animation khác nhau nhá anh em. Anh em thấy không? Wow, woo, ba dạng animation và ba dạng skin. Lâu lắm rồi mình mới có gặp một con rồng như thế. Con này thì nó sẽ bị khắc chế bởi con hệ thời gian và nó sẽ gây sát thương x2 tới những con có hệ primal này, hệ lá này, hệ băng, hệ kim loại, hệ ánh sáng, hệ đất cũng như là hệ bóng tối nhá anh em. Đấy, con này cũng khá là bá đạo ấy chứ nhở. Tuyệt chiêu thì hình như là các tuyệt chiêu gần như là luyện hết rồi. Chiêu đầu tiên là Bắc Cực Quang với 2100 đam. Chiêu thứ hai là súng phun lửa với 1200 đam. Chiêu thứ ba là thần chết với 1200 đam. Và chiêu cuối cùng là chiến tranh đầu tiên với 2100 đam. Được không ta? Nhưng mà nếu mà học lên thì sao? Học lên thì chúng ta sẽ có tuyệt chiêu phép thuật huyền thoại với 2300 đam, bão magma với 1350 đam, hố đen 1350 đam và cuối cùng là diều thần 2100 đam. Đó. Thì dựa trên thang điểm 10 thì các bạn có thể chấm cho con này mấy điểm? Hãy comment ở dưới để cho Vũ biết nhá. Hôm nay thì người nó cũng hơi mệt anh em ạ. Hôm qua các bạn kêu là đừng có đánh mấy cái này vội mà cứ đánh đi anh em, có mất cái gì đâu. Nhân thì luyện cái con rồng này mới này luôn. Đây. Luyện con rồng Shiva này luôn anh em. Hôm qua nói là con rồng Shiva mà hôm nọ nói cái rồng Shiva mà anh em có vẻ không biết con Shiva là con gì. Thần chiến tranh của Ấn Độ anh em. Thần chiến tranh của Ấn Độ là tên là Shiva. Đấy, khá là mạnh nha anh em. Cái con này thì mình hết lấy được rồi, mình không cho lên 2 sao mình không lấy được. Xem có đúng không? Yêu cầu 2 sao đúng không? Ô, vẫn yêu cầu 1 sao mà, đi vào. Làm hôm qua mình không đánh. Mình tưởng là yêu cầu 2 sao. Nên là mình không đánh. Ui. À, cái này đam dư nó sẽ cho vào con phía sau. Hợp lý nhỉ? Khá là mạnh đấy chứ. Ui. Ui, con VIP mình thích cái đẹp thế. Ui, lần đầu tiên mình thấy luôn anh em. Con này nó ra khi nào vậy? Ui, con đấy thì kiểu là rồng mới hay sao anh em? Nó là cái con rồng VIP mình thích kết hợp với lại cái con mà cái con trong kia đấy anh em. Nhớ không? Chắc là các bạn không nhớ đâu. Nhưng mà nó là cái con rồng VIP mình thích kết hợp với lại cái con ở trong cái sổ sức mạnh hồi trước mình mua này. Chính xác là như thế rồi. Wow, quá là mạnh và bá đạo luôn đấy. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ chờ hồi pool nhá. Thì chắc cũng không cần phải sử dụng mấy cái này đâu. Khi nào mà có cái sự kiện mà live hay là breeding ấy thì hay hatching ấy thì chúng ta sẽ chơi nhá. Còn bây giờ mình nghĩ là chắc là chưa cần đâu. Cứ để từ từ tà tà thôi anh em. Kiểu gì nhỉ, xong. Ô, lại được thêm 5 cái nữa này, khá là ngon. Thực ra là cái việc thu thập mấy cái mảnh kia từ cái này thì cũng ngon anh em ạ. Mấy cái mảnh này từ đây thì cũng ngon. Mình đã được 80 rồi. Sắp sửa được một nửa chặng đường rồi. Không biết là khi nào mới xong. Hy vọng là xong sớm. Nhưng mà hôm nay thì trong người nó hơi mệt, long thể hơi bất an. Nên là mình sẽ tạm dừng clip đây nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ mạnh mẽ để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.